Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, trường đại học của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố. Năm học 2023-2024 với chủ đề đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đề ra. Toàn ngành đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó đánh giá toàn diện kết quả 10 năm đổi mới và đề xuất phương hướng tiếp tục triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế. Ngành đã tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, từng bước tháo gỡ các nút thắt, những vướng mắc từ thực tiễn đặt ra. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới đã được triển khai đồng bộ. Việc thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa đã được triển khai hiệu quả, phát huy được ưu điểm nổi bật giúp thay đổi từ gốc việc chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức sang dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, số học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2023-2024 tăng 7,9% so với năm học 2022-2023. Một học sinh đạt giải nhì tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2024 tại Hoa Kỳ, giải cao nhất Việt Nam có được kể từ năm 2013 đến nay. Các đoàn dự thi Olympic khu vực và quốc tế đã giành được 10 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 9 huy chương đồng và 1 bằng khen, trong đó đội tuyển Olympic hóa học quốc tế đứng thứ 2 trên 89 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự, đội tuyển Olympic sinh học quốc tế đứng thứ 3 trên 81 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức thành công, đảm bảo nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh. Công tác tuyển sinh năm học 2024 cơ bản được duy trì ổn định, tập trung thực hiện nhiều chính sách, hoạt động thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục quan tâm bổ sung quy chế, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ nhà giáo. Mạng lưới quy mô trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và trong hoạt động dạy và học. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học 2023-2024. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế của ngành giáo dục trong thời gian qua, đồng thời đề nghị toàn ngành cùng cấp ủy chính quyền các cấp chuẩn bị chu đáo các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực cho năm học mới 2024-2025, tổ chức tốt lễ khai giảng nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi trong năm học mới, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tập trung triển khai kết luận số 91 ngày 12 tháng 8 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Ngành tổ chức tổng kết đánh giá toàn diện việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu phát triển toàn diện chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với mục tiêu yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Nêu rõ 2025 là năm đầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng với các bộ ngành địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi, bảo đảm chất lượng, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh học sinh. Các ngành, các địa phương quan tâm tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên, tuyển dụng giáo viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập gắn với xu hướng đô thị hóa, sự dịch chuyển dân số, nhất là dịch chuyển cơ cấu lao động. Với phương châm lấy học sinh sinh viên làm trung tâm, chủ thể,
thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa và xã hội là nền tảng. Thủ tướng, Chính phủ tin tưởng cùng sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, toàn ngành giáo dục tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.